Dương Mịch còn gì khi rời công ty chủ quản sau 10 năm? Sau 10 năm đồng hành cùng Gia Hành Thiên Hạ, nữ diễn viên quyết định ra đi. Điều này đánh dấu thay đổi trong chặng đường làm nghệ thuật sắp tới của Dương Mịch. Ngày 8 tháng 5, Sina đưa tin Dương Mịch xác nhận rời công ty giải trí Gia Hành Thiên Hạ. Đây là thông tin không gây bất ngờ bởi việc nữ diễn viên chấm dứt hợp tác với Gia Hành Thiên Hạ đã râm ran trong giới giải trí Trung Quốc từ cuối năm 2022. Gia Hành Thiên Hạ được Dương Mịch, Tăng Gia, Triệu Nhược Nhiêu góp vốn thành lập từ năm 2013. Không chỉ là nghệ sĩ dưới trướng, cô còn giữ vai trò cổ đông hàng đầu công ty. Nữ diễn viên nắm trong tay 15% cổ phần, có vai trò quan trọng trong việc điều hành và phát triển của Gia Hành Thiên Hạ. Theo Sohu, ngừng hợp tác với Gia Hành Thiên Hạ nhưng Dương Mịch vẫn được hưởng lợi nhuận từ công ty này. Cô vẫn là cổ đông lớn của điện ảnh, truyền thông Tây An Gia Hành, công ty con của Gia Hành Thiên Hạ. Ngoài điện ảnh, truyền thông Tây An Gia Hành, Dương Mịch hiện là chủ độc lập của 3 studio, có vốn đầu tư và cổ phần trong 3 công ty điện ảnh, truyền thông khác. Do đó, tài nguyên nghệ thuật hay lợi nhuận thu về hàng năm của cô không bị ảnh hưởng khi thiếu vắng công ty quản lý chống lưng. Ngược lại, việc Dương Mịch rời đi còn khiến Gia Hành Thiên Hạ gặp nhiều khó khăn. Nữ diễn viên tam sinh tam thế, Thập Lý Đào Hoa là nghệ sĩ cốt lõi, nổi tiếng nhất của Gia Hành. Việc cô rời công ty sẽ đẩy trọng trách gánh vác danh tiếng, nguồn thu qua cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân Tân Cương được cho là khó khỏa lấp khoảng trống đàn chị để lại. Dương Mịch là ngôi sao 8X hàng đầu Trung Quốc hiện nay. Người đẹp được biết đến với Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Tiểu Thời Đại, Tôi Là Nhân Chứng, Tù Xuân Đào 2. Ngoài vai trò diễn viên, cô cũng được khen mát tay trong việc đào tạo, quản lý nghệ sĩ. Sự thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba hiện nay có công lớn của Dương Mịch. Vài năm trở lại, sự nghiệp của Dương Mịch đi xuống. Cô bị chê diễn xuất kém, tác phẩm không được đánh giá cao về chất lượng. Sao nữ bị khán giả gắn mác là minh tinh chuyên đóng phim rác. Nguyên nhân sa sút của Dương Mịch là cô chạy theo số lượng thay vì chất lượng. Nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian tham gia show giải trí, bỏ bê trau dồi diễn xuất. Với tư cách người phát triển Gia Hành Thiên Hạ, cô phải đánh đổi danh tiếng cá nhân để nâng đỡ sao mới diễn xuất trong những bộ phim chất lượng thấp do công ty sản xuất.